Rồi. Hôm nay là anh chỉ em hai thức đầu, một hai hai thức đầu của dịch chân kinh, và thức nhất cho phổi, thức hai là dành cho coi như là ruột già. Thành ra là em tập thì chịu khó, thì mình tập tới lui hai động tác này, thời gian ít nhất cũng phải là nửa tiếng thì nó sức khỏe nó mới có hiệu quả. Thì bây giờ đầu tiên là mình tập đầu tiên, thì đầu tiên trước khi tập á thì em phải hít thở đều, hít vô hít hít sau thở đều để cho cái cơ thể mình nó thư giãn. Tại cái môn này em phải thư giãn thì nó mới có tác dụng, còn mà mình đang trong cái tâm trạng căng thẳng thì nó sẽ không có tác dụng, mà nó còn phản có tác dụng hại sức khỏe. Ngay trước khi tập nhớ đứng hít thở đều. Hôm nay anh gửi cho tập hai thức này, sau này mình sẽ còn phải tập thêm về tay, khởi động tay chân nữa, thì nó sẽ giúp cho trước khi mình tập cái môn mình phải khởi động để cho nó làm ấm cơ thể để mình tập cho nó hiệu quả hơn. Thì hai thức này em nhớ nha, tập hai thức này là tầm khoảng ít nhất phải nửa tiếng đồng hồ để cho cái người mình nó ấm lên, cái máu huyết nó chạy thì nó mới có tác dụng ha. Bây giờ mình thức thứ nhất bắt đầu nha, thở đều trước. Bắt đầu. Ở vị trí này giữ nguyên, hít thở khoảng 5 hơi. Hít thở đều. Sau khi thở ra kết thúc hơi thứ năm, rồi mình đưa tay thẳng lên, hít hơi vô xả khí trở lại vị trí ban đầu, rồi cũng hít thở đều. Rồi anh xoay ngang nha, xoay ngang để cho em dễ nhìn. Làm lại hít đầu tiên. Giữ nguyên, hít thở khoảng 5 hơi. Sau khi kết thúc hơi thứ năm, chúng ta đưa tay thẳng lên, hít hơi sâu vô xả khí trở về chim đầu, hít thở đều. Rồi kết thúc thức thứ nhất. Và trong động tác nhớ nha, thường thì những người ta khi mà đưa lên đưa tay kéo xuống như vậy, có những người cái động tác tay này rất là quan trọng, nhìn rất đơn giản, nhưng người để đưa tay hay chè ra như vậy là sai nha, chè ra như vậy không đúng đó. Cái nhiều người cứ đưa cái tay nó sẽ bè ra như vậy là hoàn toàn sai, là cái trục tay mà từ trên này mình đưa xuống là nó phải thẳng, nhớ để chỗ này nó thẳng xuống là như vậy đó, trục tay đưa thẳng xuống phải ép sát lòng ngực vậy nó mới đúng ha, ép sát lòng ngực phía trước phía sau đó, lên xuống ép sát lòng ngực, rồi giữ nguyên tư thế đó, hít thở đều. Và trong khi tập động tác này cái quan trọng nhất của nó là ở hai ngón cái đó, em phải nhìn thấy ở đây có hai ngón cái, thấy không, đó là hai cái ngón cái mình nó phải động cái mép này, vậy là đúng nhớ chưa. Tất cả khi đưa lên phía trên như nè, hai cái mép ngón cái đụng nhau
Đó, thấy chưa? Rồi bắt đầu có tay mình dày. Bốn cái ngón còn lại này là nó sẽ không có sử dụng lực. Và cái tạm thời mình tập là phải tác động, là tác động ở ngón cái nhiều nhất. Kéo từ trên xuống và cái trục tay phải thẳng. Đó, nhớ chưa? Trục tay thẳng. Đó, nhìn này ngang đây. Đưa lên, tác động ngón cái. Kéo xuống. Trục tay phải thẳng, ép sát lòng ngực. Và giữ nguyên, nó hít thở 5 hơi. Thấy rõ không? Còn tư thế chân thì cứ nhớ là bước ngang rồi chân bao giờ nó cũng là ngang vai. Còn nếu mà không biết làm sao nó có ngang vai chưa hay không thì mình cứ đưa đo một bàn chân ngang vậy là được, đúng một bàn chân mình là mình sẽ thấy rõ. Thấy chưa? Rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình qua thức thứ hai ha. Thức thứ hai là tác động vô ruột già. Cũng hít thở đều trước. Đầu. Giữ nguyên cơ thể này, hít thở khoảng 5 hơi. Rồi thả lỏng tay. Thở ra. Kết thúc thức thứ hai. Rồi, xoay gốc ngang thở đều. Không, thả lỏng tay trở về, hít đều. Ở cái động tác thứ hai này cái quan trọng là cái gì? Khi mình đưa tay như vậy kéo vào trong đây là bắt đầu, khi đến đây xoay ngang là mình kích cái ngón này, ngón này nó sẽ tác động đến ruột già đó, mình căng cái ngón trỏ lên, xoay ngang thẳng ra cho thẳng ngang vai trước, rồi sau cái mình mới kéo căng cái xoắn cái tay lên đây, xoay một vòng kéo căng ra đằng sau, rồi bắt đầu nhón cái nhón nhón chân lên, rồi đứng đứng thẳng người lại đó, đứng chờ căng xoắn cái người nhóm chân lên, giữ nguyên tư thế này, hít thở đều đó, khoảng 5 hơi. Rồi xong cái mình thả, từ từ thả lỏng tay trở về, thả lỏng tay lắc lắc tay trở về, xoay một vòng như nè rồi trở về, đồng thời thả lỏng tay, tại vì khi mình đã căng như vậy, mình xoắn vậy là cái cơm nó đang, cái cơ thể mình nó xoắn thì cái bả vai này nó tác động vào đường kinh đi xuống vào ruột già của mình. Nên mình căng vậy nè, đó, đang bắt đầu mình đã thẳng vậy, mình căng vậy. Đó, như sờ cái xe ngang nè, xe ngang đang tay nè, đó, vô vậy, ra thẳng lên vậy, xoắn vậy, kéo căng ra đằng sau. Đó. Sau khi hít thở 5 hơi xong, bắt đầu mình thả lỏng tay ra, quay về phía trước, xoay cổ tay cho nó thả lỏng cơ tay mình ra, trở về. Đầu. Hai thức. Một cái thằng là phổi, một thằng là ruột già. Hai thức này rất là quan trọng. Sau này nó sẽ tác động chính, bắt buộc phải học đầy đủ 12 thức thứ tự từ trên xuống dưới, không cái nào trước không nào sau hết, thành ra thức nào cũng quan trọng hết, phải học hết. Hai thức đầu là cái gốc đi đầu trước là phổi, thằng phổi phổi ruột già, rồi sau thức sau này sẽ ảnh hưởng tới bao tử lá lách này nọ vân 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 đến 12 thức. Rồi em coi theo đó, học mỗi hai thức này tập đi ít nhất 10 nửa tiếng. Rồi sau này em học cái học thêm thức tay thức chân nữa để cho làm nóng cơ thể, cho cái kinh máu huyết nó chạy thông á, mình tập nó còn nó mới vô sâu được ha. Rồi, chưa?
kết thúc thức 1, 2 dĩnh kinh.